Chào các bạn, sáng nay chúng ta có một cái đơn hàng mới của anh Hưởng ở Hải Dương, Ngô Việt Hưởng ở xóm 3 Thanh Hà, Hải Dương. Mình vừa mới lên cái ba ga này, rồi anh thấy cái rồi anh đặt liền. Đây một cái ba ga 82, ok, lan can xà beng. Rồi, chỉ một cái gắt máy có điện. Anh còn đặt thêm một cái cặp tay nữa nhưng mà hàng không có, nên hiện giờ chỉ gói hai cái sản phẩm này chuyển ra anh Hưởng thôi. Anh Hưởng đã theo dõi cái Zalo của mình đã lâu, theo dõi cái kênh YouTube của mình cũng đã lâu, nhưng mà anh chưa thật sự là tin tưởng. Thì hôm nay nói chung là đã tới lúc anh tin tưởng, anh lấy hàng thì anh đã quyết định lấy hàng rồi, và anh đã chuyển đủ tiền cho mình cái ba ga này với lại cái gắt máy. Có một số bạn hỏi là tại sao là khi mình bán mình không có bót giá lên. Nó có một điều như này nè các bạn, ở đây mình bán rẻ hơn tất cả các số bán lẻ, bán hầu như là trên so với cái giá sỉ một chút thôi, tại vì mục đích của mình là bán sỉ. Thì nếu mình để cái giá lên tất cả những cái shop lẻ nó chém mình chết à. Các bạn tưởng tượng ví dụ như mình lấy cái món đó là 100 ngàn, đó mình bán 150, mà lời 50 ngàn, hoặc là bán 200 lời 100 ngàn. Mỗi món mình bán lời ít nhất phải từ 50 tới 100 nha các bạn, chứ 20-30 không ai bán đó, tại vì từ nhà mình đi xuống kho tới 25 cây số là nó không ít. Mình ở Thủ Đức mình xuống tới Bình Chánh mình lấy là nó rất là xa. Vì thế khi mà mỗi lần khách mà đặt hàng một cái món nào đó mà mình không có giao liền được, tại vì cái chi phí mình đi nguyên một buổi như vậy, công một ngày mình đi, chi phí của một ngày của mình là trên 500 ngàn đó, nhưng mà mình đi mua món đồ giùm cho các bạn như vậy mà mình lời có 50 ngàn, mình không bao giờ đi. Khi nào mà mình xuống kho mình lấy nguyên cả một bịch về rồi sẵn tiện mình lấy cái món đó luôn cho các bạn thì mình mới nhận giao trong ngày, còn toàn bộ là hẹn 2-3 ngày sau nếu hàng không có, còn có sẵn mình sẽ giao liền đó. Thì nếu mà mình đưa cái giá ra bên ngoài thì có một số shop khác người ta bán đồng giá, người ta sẽ qua người ta hiếp mình nha đó. Mình đời trai của mình còn trong trắng, mình rất là sợ bị hiếp. Mấy shop bán lẻ người ta sẽ hiếp mình đó, vì thế mình không có để giá. Các bạn muốn biết giá các bạn cứ alo trực tiếp cho mình sẽ báo giá qua cho các bạn bằng điện thoại, bằng Zalo, bằng Facebook, bằng cái gì không biết, cứ alo trực tiếp cho mình sẽ báo giá ha. Muốn coi hình ảnh thì có, muốn coi video có luôn, mình sẵn sàng mình quay video cho các bạn coi, up lên trên kênh YouTube này đó. Mình hàng ngày mình up rất là nhiều hàng ngày đó. Đó là nói về giá ha. Còn nói về mua bán thì mình đã nói rất nhiều với clip trước rồi. Mình bán rất là rẻ thì mình không có ship COD nha các bạn. Ship COD nó nhiều thứ lắm, các bạn chuyển đủ tiền cho mình sẽ chuyển hàng cho các bạn, tiền phí các bạn chịu, không bao gồm tiền phí nha. Ví dụ các bạn mua một cái bô, mình ship cái bô cho các bạn, tiền phí nó khoảng 100 mấy đó, thì các bạn phải chịu. Hoặc nếu mà ship chậm á, là nó 70-80, 60-70, mà ship nhanh là 100 mấy đó, thì tùy các bạn. Ship nhanh là 3 ngày, ship chậm là 1 tuần, các bạn ưu thích thế nào, nhưng thông thường mình đều ship nhanh hết đó. Rồi nếu mà ship COD á, mình nhắc lại nha, cái việc ship COD nó như thế này, tức là người mua nhận hàng rồi mới trả tiền, các bạn sẽ trả hai loại phí. Thứ nhất là tiền phí bưu điện người ta giao cho các bạn sẽ trả tiền phí là một. Cái thứ hai, tiền phí thu hộ là hai đó. Tiền phí thu hộ nó tầm khoảng 30-40 ngàn. Cho dù các bạn mua cái món đó 100 ngàn, người ta sẽ thu tiền phí bưu điện là 20-30 gì đó, cộng với 40 ngàn tiền phí bưu thu hộ nữa đó. Rồi nếu ship COD thì sao? Nếu COD mình sẽ là người trả tiền trước nha, mình trả tiền cước trước cho bưu điện, chứ bưu điện nó không có ngu gì mà nó tới đó mới thu tiền các bạn. Rồi lỡ các bạn không lấy rồi mình cũng không lấy, rồi bưu điện nó ôm cái cục đó là sao? Bưu điện nó đâu có ngu, nó phải cầm cái chung rồi mình cầm lưỡi dao nha. Mình phải trả tiền cước trước cho bưu điện, bản thân mình nè trả tiền cước trước cho bưu điện. Ví dụ tiền cước là 100 ngàn, mình sẽ trả trước 100 ngàn, rồi qua nó gặp bạn, nó thu của bạn 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu gì đó, nó thu tiền hàng đúng không, nó thu thêm 100 ngàn tiền cước
lúc này nó mới thu tiền cước giùm cho mình. Nó thu thêm tiền thu hộ 40 ngàn là cái tiền nó thu giùm 1-2 triệu đó. Cái tiền tiền hàng đó nó lấy 40 triệu. Rồi sau đó, sau khi thu xong 3 ngày sau, mình phải chạy ra bưu điện, mình đòi tiền bưu điện, chứ bưu điện nó không phát nhà cho mình. Đó, mình không rảnh để đi đòi tiền bưu điện ha. Chạy lên đó xếp hàng rất là lâu, bưu điện rất là nhiều người, chứ không phải là bưu điện ở quê mình ở Sài Gòn, nó rất là đông. Không phải ở quê các bạn ra các bạn lấy tiền là được, đứng phải xếp hàng nó rất là lâu, có khi hàng đông mà lấy không được nữa. Rồi xếp hàng tới 5-10 phút hay 30 phút đợi rồi mới lấy tiền về. Đó, nó rất là cực khổ. Vì thế mình không thích ship COD là vậy. Người ta lời nhiều người ta mới ship COD. Lưu ý nha, ví dụ người ta lấy cái món đó 100 ngàn, người ta bán 400 ngàn, người ta lời 300 ngàn, người ta sẵn sàng ship OD. Nếu mà có người, nếu có người chịu mua, người ta lời 300 ngàn, mắc gì không ship COD. Nhưng nếu có người không mua, người ta cũng không sao hết, người ta bán hai món, người ta đã lời 600 ngàn rồi, vô tư ship COD. Còn đối với mình lời rất là ít, mình không có rảnh để mà mình đi đòi tiền, lấy tiền, rồi ship COD. Nó chỉ đơn giản là vậy. Tại sao một số bạn hỏi là tại sao anh không có dùng cái kiểu là nhận hàng rồi mới trả tiền, thì các bạn thông cảm ha, mình không bán như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Và hơn mấy năm rồi, 2-3 năm rồi mình không bán loại hình đó. Nếu các bạn nào cảm thấy ủng hộ được shop bên mình, ok ủng hộ, còn bạn nào không ủng hộ được cũng không sao hết. Khi nào các bạn cảm thấy tin tưởng, các bạn ủng hộ cho mình vậy thôi. Rồi bye bye, mình phải gói hàng cho anh Hưởng đây. Mình gói rồi phải đi ship một chút xíu nữa. Quay thêm các bạn gói hàng rồi ra bưu điện như thế nào. Rồi chụp hình khách nhận được hàng, khách phản hồi như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn.